Dạ em xin kính chào với cô chú anh chị của khách mời này. Em đang sưu tầm bonsai trên cả nước đang trên kênh cuộc sống của đô hội Giang ạ. Và hôm nay thì em xin chia sẻ cùng cô chú anh chị mình bãi kiện của anh Tùng ở Lai Dung Đồng Tháp cô chú anh chị ha. Hôm nay thì anh cũng có một cặp mai vàng sắp đế chia sẻ cùng cô chú anh chị mình sưu tầm đó. Em xin phép được clip chia sẻ luôn cô chú anh chị ha. Dạ em chào chị Phương. Dạ xin mến chào cô chú anh chị. Hôm nay con có giao lưu với cô chú anh chị mình hai cái mai tàng thành phẩm của cô chú anh chị. Dạ địa chỉ con ở Phong Hòa Lai Dung Đồng Tháp cô chú. Dạ số điện thoại con là 0782 823833 cô chú ơi. Dạ không làm mất thời gian con tiến vào cái thông số cây số 1 cho cô chú anh chị mình tham khảo ha. Cái này có chiều cao là 2,5m cô chú ơi. Tán ngang là 3m ha. Một cốt giót ngọn cô chú. Tay cành đều ha. Cái này có hoành là 31 của chú ơi. Cái còn cái cũ đặt ở trên này là 90 của chú. Đặt lặt trên đó muốn đặt rồi của chú ơi. Cái này dai đế rất lực quá chú. Tổng đường kính bầu 1m7 của chú ơi. Ờ, tổng ngồi đế 1m7 của chú ơi. Đế lực đế bắp luôn chú. Thằng có 10 tới đây là 13 cm của chú ơi. Chi cành chưa tới được gan tay nữa là nó đóng cốt chi rồi. Đường kính bầu là 80 của chú ơi. Đường kính bầu là 80 nha. Cái này nó nhót lên tới ngọn còn có xíu xíu qua bao nhiêu chị. Chi cành nó lên nhu nhú rồi chứ tay cành nó bắt sắp rồi chú. Đều lên. Cô chú anh chị mình xem cái bề đế với cây không? Đế lực để bóc nha chú. Đế đều tứ diện cho cộng lực nha chú. Cái con tàn này nó đều tròn không có bị ghép. Cái này về của chú anh chị có điều kiện mình vô nứt dây chằn ngang rất là đẹp nha chú ơi. Dạ cây mã số 1 này con giao lưu với cô chú anh chị mình là giá 14 triệu ha. Con bao ship 200 km nha chú. 14 triệu nha. Dạ 14 triệu con bao ship 200 km. Dạ. Tiếp theo là cái mã số 2 nha chú ơi. Cái này có tổng chiều cao là 3m của chú ơi. Tán ngang là 3,5m á. Chiều cao 3m, tán ngang 3,5m cô chú. Dạ, chi cành là nó khoan ngang không mà cô chú? Chi cầm đều khoan ngang cô chú. Cái này cũng dốc ngọn còn có xíu xíu rồi ha cô chú. Khoảng cách chi cành tới ngang ta nữa là có ngang đâu. Đấy đều tứ diện. Tay cành thì nó đóng khoảng 3 đến 5 cm là có một tay cành cô chú. Dạ. Đặt hết trơn nha. Cái này có đường kính bầu là 90 của chú. Tổng hoành ngay chí này 36 của chú. Tính 35 rồi chú. Đế lực nữa chú. Đế đều tứ diện nha. Cái này có góc thân chuẩn cân đối với cái con tàn của cô chú anh chị. Cái này có thoát thân là 22 của chú. Tay cành lực ha. Tay cành nó nuôi vô bò luôn rồi đó mấy cô chú. Cái này có tổng hoành đế là 200 cô chú ơi. Cô chú chị mình xem tổng tàn lại giúp em nha. Cái tổng hoành đế là 200. Cây mã số 2 này con giao lưu của chú anh chị mình là giá 18 triệu ha. Con bao ship 200 km nha chú. Cô chú anh chị mình ưng ý cặp mai này mình liên hệ với số điện thoại của anh Tùng giúp em nha cô chú anh chị. Dạ. Cô chú anh chị là quên giới thiệu cô chú anh chị là hai cây mai này là bông giảo cô chú. Bông từ 8 tới 12 cánh nha, hai cây luôn nha cô chú.
cô chú anh chị nào mình có yêu thích thì cứ kết bạn Zalo với con nha, con gửi hình bông cho cô chú chị mình xem nha cô chú. Hai cây này bông đẹp hết trơn cô chú ơi. Dạ rồi em đỡ luôn nha. Dạ. Dạ, dạ. Dạ em cũng cảm ơn cô chú chị đã xem và ủng hộ em ha. Chúc cô chú chị mình ngày mới vui vẻ cô chú chị. Dạ.